Welcome to Kissed Creation Garden. Chào các bạn, chỉ còn mấy ngày nữa là sắp đến Tết rồi. Chúng ta cùng vẽ bánh chưng bánh tét cho ngày Tết nhé. Trước hết chúng ta sẽ vẽ bánh chưng. Sau khi vẽ hình vuông, chúng ta vẽ đường dọc đối chiếu xuống tạo thành hình khối cho bánh chưng. Sau đó chúng ta vẽ một hình thoi và chúng ta viết chữ Xuân ở giữa để tạo thành hình tam giác trên bánh chưng. Tiếp theo chúng ta vẽ những dây lạc gói trên bánh chưng. Chúng ta vẽ hai đường thẳng song song để tạo thành hình sợi dây lạc nhé các bạn. Chúng ta đã vẽ những sợi dây theo chiều ngang xong rồi, chúng ta sẽ vẽ những sợi dây theo chiều dọc, xen kẽ theo những sợi dây chiều ngang nhé. Vậy là bánh chưng của chúng ta đã theo, chúng ta sẽ vẽ bánh tét. Bánh tét chúng ta sẽ vẽ một cây dài, có hai đầu hơi bầu tròn lại. Tiếp theo chúng ta cũng vẽ những sợi dây lạc để cột bánh tét lại. Chúng ta vẽ bông hoa đào. Vẽ thêm hai nụ nhỏ của hoa đào. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ những viên pháo nhỏ. Vậy là chúng ta đã vẽ bằng bút chì xong rồi các bạn. Bây giờ các bạn dùng marker để viền lại nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng màu đỏ để tô màu cho tem trên bánh chưng. Và chúng ta dùng màu vàng nhũ kim để chúng ta vẽ lại chữ Xuân đi đường viền ngoài của tem. Chúng ta dùng màu xanh lá cây đậm để tô màu cho bánh chưng.
Về phần tô màu, những sợi dây lạc các bạn dùng màu vàng hơi ngả nâu để tô màu cho dây nhé. Bánh tét chúng ta cũng dùng màu y như bánh chưng. Sau đó chúng ta sẽ dùng màu hồng để tô màu cho hoa, chúng ta dùng màu vàng để tô cho nhụy và chúng ta dùng màu xanh để tô cho phần nụ. Nếu chúng ta dùng màu đỏ để tô cho những viên pháo và dùng màu nhũ kim để tô cho đường viền của pháo. Chúng ta đã vẽ và tô màu xong cho bánh chưng, bánh tét và những viên pháo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ bấm subscribe và like để theo dõi video tiếp theo nhé.